Mới đây, quân đội Hàn Quốc đưa ra thông báo cho biết họ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể sắp phóng vệ tinh do thám thứ hai vào quỹ đạo vũ trụ. Theo một quan chức quân sự Hàn Quốc, cơ quan tình báo nước này và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên. Cũng theo quan chức này, Hàn Quốc đã phát hiện những hoạt động bất thường tại bãi phóng tên lửa Dongchang-ri, Tây Bắc Triều Tiên. Vào năm ngoái, thì Triều Tiên đã phóng vệ tinh do thám đầu tiên, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem xét những bức ảnh chụp Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cùng nhiều khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa công bố bất kỳ bức ảnh nào được chụp bằng vệ tinh này. Triều Tiên đã phóng vệ tinh trinh sát đầu tiên vào tháng 11 năm 2023 và kể từ đó tiết lộ kế hoạch phóng thêm 3 vệ tinh nữa trong năm nay. Hàn Quốc cũng đã phóng vệ tinh do thám quân sự thứ hai vào vũ trụ hôm ngày 8 tháng 4, theo kế hoạch mua 5 vệ tinh do thám quân sự vào năm 2025 nhằm tăng cường sự giám sát Triều Tiên. Seoul lần đầu tiên phóng một vệ tinh do thám vào tháng 12 năm ngoái.